hoạt động team building ngoài trời do Exotic Việt Nam tổ chức với mục tiêu chính là nâng cao tinh thần đồng đội thì nhiều kỹ năng cá nhân, trong đó có kỹ năng hướng đạo được xem như phương tiện giúp đội chiến thắng. Các kỹ năng được sử dụng khá phổ biến như giải mật thư, đánh semaphore và dĩ nhiên không thể thiếu kỹ năng thắt nút giày. Có vô số các nút giày khác nhau, mỗi nút giày có một hay vài ứng dụng giúp bạn dễ cột, cột chặt, tiết kiệm giày, mối cột đẹp, dễ tháo. Cùng Exotic Việt Nam điểm qua một số nút giày cơ bản thường được sử dụng như sau. Nút thuyền chài là loại nút giày thường dùng để buộc dây thuyền vào cọc trên bờ, có người gọi là nút quai chèo Club Hitch. Ứng dụng nút giày này để buộc đầu lều khi cắm trại, nó cũng được dùng như nút khởi đầu cho các nút ráp tháp cây hoặc buộc đầu chai nước để đeo trong các chuyến dã ngoại dài ngày. Cách tạo nút thuyền chài, trước tiên quấn một vòng quanh cột hay cọc với đầu dây ngắn nằm bên trên vòng dây vừa tạo, quấn đầu dây ngắn quanh cột thêm một vòng và luồn đầu dây ngắn bên dưới vòng quấn, kéo đầu dây siết chặt. Nút vấn dài, dùng để ráp hai cây ngắn thành một cây dài theo chiều dọc, khởi đầu bằng nút thuyền chài hoặc thòng lọng và kết thúc bằng nút dẹp. Nút hoa hồng, một cách khác để thắt cổ chai, làm cột cờ và trang trí lều trại. Nút sơn ca dùng để kéo bó gỗ tầm trung hoặc vừa hoặc áp dụng khi răng võng. Tuy nhiên cần cẩn trọng thêm một nút khóa ngoài sơn ca vì nút này tương đối dễ tuột. Nút thòng lọng dùng để bẫy, săn thú rừng hoặc trang trí. Cẩn trọng khi dùng nút này ở các khu cắm trại có trẻ em dưới 10 tuổi. Chọn đúng nút dây và sử dụng thành thạo nút dây đó cho một công việc đang làm giúp bạn hoàn thành công việc tốt nhất. Exotic Việt Nam chúc các bạn